Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình rất vui gặp lại các bạn trong chương trình video ngày hôm nay. Thưa các bạn, trở lại với video hôm nay, tôi xin được hướng dẫn cho chúng ta cái kỹ thuật thả cá giống và chúng ta vận chuyển cá an toàn. Sau đây mình mời các bạn cùng chú ý theo dõi video này. Đây là một cái công đoạn đang được cá giống trống một thời gian và bây giờ sẽ thả lại trong ao, nên là chúng ta cũng cần phải rất là những kỹ thuật rất là an toàn. Thật ra thì đây là một cái kỹ thuật chống tạm thời. Bây giờ chúng ta sẽ thả lại trong ao để tiếp tục nuôi. Vì thật ra thì những cái trọng lượng cá này nó còn rất là nhỏ. Ừ, to rồi. Bắt mày em tao hỏi. Em vừa đi. Anh hỏi mày, hỏi mày. Nói là anh hỏi. Tôi nhắn lên thì anh Quảng hỏi là em nói chị này. Đi mua xuống chị. Mày qua không có đi mua mà nơi mà đi tìm nhiều nhờ. Nhiều nhờ nặng nữa. Sắp là đưa lên bờ cái xúc của tôi đi ra. Nặng quá chứ ra, mắc cái bờ đất ra nhiều quá chứ ra. Nhiều nhỉ. Đấy, tôi vặt cho một kia nhé. Làm cái trôi nhỉ. Cá rô phi ra mắt mẹ nó phi thả làm chi. Nặng lên cá rô phi mà này. Không, có nước đây thì mưa thì có nước đeo đâu. Đừng cứ sang mưa bên kia được ạ. Chết được rồi. Không chết được. Bắt cá mè trước. Cá trôi không nữa nhỉ? Trôi trắng. Có ra còn kéo đâu nhỉ? Hả? Có ra, ra mà ra. Nhỏ đang còn, là cái gái nhỏ đang còn, thích tí đang còn là biết là kêu con nó ra. Có xô được không ạ? Cái nhỏ là biết không ra được, cái to thế nào chứ? Nhỏ rách ra. Chỉ có rách, chỉ gọt đấy. Cá con quá. Ừ. Đó mới ra hẳn để giống đấy. Rồi. Vừa chắc ăn. Ừ. Bữa anh vừa ra chứ. Ra cho hắn nữa là khoảng bữa nó ra thế vừa rồi bán là nhiều tiền cá không? Hả? Bán mấy triệu tiền cá? 2 triệu bạc chứ mày. À. Thua. Ăn bán là mình nuôi mình ăn đấy còn... Giao cá này chỉ có ăn thôi, nuôi ăn chứ còn bán thì mấy đồng. Đây nhà bán nó hồi một cái tồi hết, cứ đợt chết thằng đống luôn. Thì mấy con. Ai người ta chờ gì cũng muốn cá gái thôi. Gái với rô phi với lại chắc chờ mà tát ăn đi nó phải hướng vài tạ cái cá chấm. Vài tạ cái cá lau kính ạ. Ao tạ. Cái đũa này đem về mà thả bẻ nhà em bẻ cho cá đen ăn dần. Cá thằng ăn à? Cá phúc đầu thỏ à? Nhà hết. À. Chứ nhà mình đừng có đi bán cho nhà ông mình bên. Cứ rô phi mua là không bán cho ông. Cá cái đũa về. Nhưng mà nó sống mới ăn, chết không ăn này. Bẻ em vài đũa luôn, hắn đứng. Hắn nữ mà, nước mưa á. Cá mưa nhé. Ừ, mới sao sao. Thả đâu con cá nó vàng, cá nó kính nữa cơ mà sạch tình. Ồ. Đến 20-30 con nữa. À ra. Mười mấy con này. Lau kính còn không? Nó phổ phá bờ. Chết rồi. Phá bờ thì nó. Ai mình kêu cái vài tạ.
cái lần cứ đánh lấy xong nó thả vào đây chứ. Con cá gái mà thả đi chứ. Hả? Cá gái. À, cá phi chán nhỉ. Mà nếu găng tay bằng nhiêu. Lên ít cá gái đỏ. Cá gái, cái loại cá gái là lỡ rồi thả hết tất cả mấy câu đang trước mặt mình ra. Chưa giết. Ngại động cái mót này lắm thì mẹ ăn nó dãi cái là đất đau cái tay nhiều khi cái này lấy lấy rộng đẹp gái đỏ trắng trước mặt nó hai bọc còn bên sao bên đường đi có này bên đường góc này bên này cái này là cái nữ bên đây này chỗ xô á chỗ đáy xô lên mẹ hoa phải là tiếng mẹ này nhưng hả nhưng vô đó hay là những cá chua trắng nữa anh chứ không cái nhưng hết như à con cá này cá hồ bình chứ quên thấy sâu hồ bình với chúng không ra này một về với hồ cái về ở đây ta không có cá hòa bình chứ còn sinh hoạt tầm mua cá hòa bình ăn luôn không biết nó giống cá mương ạ giống như cá trồi vậy giống như cá mương ạ bởi trước ngày toàn mua ăn chứ mua đó là khi là cá chi nhưng mà hắn hắn ở trên đập ạ mà ăn béo lắm cá giết mà khổ cá đông vị có thả chưa thả đều thả thì hay thả không ít mà sao đấy thả không ít sao mà ăn tự nó hóa mà thả không ít nhỉ thả không ít sao mà chuyển bí nó cái mà ăn chở nó cá này nó nhũa cá con đấy chứ cái mùa đấy cái là phi nhân tính vậy nhỉ thả ăn to trở thành dấu thật dấu thật dấu về còn cái hắn thôi rồi hắn thôi em nhà anh rồi không về nữa chứ là tổng quân trùng chán cái này bạn lúc này câu này bạn tùng với bạn thùng long gì đấy bỏ đó đi xúc mẹ bắt nó có to rồi cái còn một thằng thả cả à. To rồi tưởng lấy một rán lấy lấy được ít thì mà lấy mua bữa nay bọn về sáng nay đánh thuyền rồi sáng đường Việt nó sáng ra là đánh thuyền rồi cái đánh chủ chi mua còn xúc hết vào đây cả là đem về cho vợ đi. Thôi đi để ăn mấy con này. Đi về làm chả. Cứ lọc mãi mẹ đến lúc làm đéo làm. Ơi. Còn đéo cả thua. Đây còn con quân này đang bắt cá này. Quân 80 cân. Ăn được. Đấm màu ngại cái loại nhưng mà đi mẹ đang cháy dịch thả mẹ về bể nếu biết có cái... mẹ có thức ăn không có câu mẹ vừa cá có cá nữ nhà bay mà ăn vừa người ăn nó mua ăn thì ăn đeo dịch cái gì nó ăn biết được gì là đấy chứ bây giờ mới đem tàu lai mới về cái lắm tàu sách đi về mới thả nó vô ao vô cái bể nhà mẹ nhiều lắm nhiều quá làm thịt bố tủ lạnh không? Chưa hả làm thịt bố mẹ một tủ lạnh ăn dần được đi mẹ tránh dịch thật nhiều. Đây đây quả con này chú quả này làm thịt bố lại nhá.
lại không có gì đến dịch đến nơi rồi thì mẹ đéo biết được mua một à, đến vài bữa mới chợ bán mà nữa thì chợ cũng là bay nhiều vậy. Mấy chứ làm thịt đéo phải đánh vãi chứ làm thịt mỗi thịt thì cứ hai bạc mấy con rồi cái giống thịt giống ạ giống loại còn hai con nhũa này hả còn hai con nhũa bộ tủ lạnh nhá cứ lấy là vẫn đầm hai cái tủ lạnh mà cái tủ lạnh mà hay tủ lạnh nhà tôi tướng thì bỏ chắc hết chứ chi mà mái ăn ăn dần quả béo gì loại quả đấy không phải mi thả mi làm gì mi thả thì loại còn ngắt chân nữa bên bên đi thì không có máy đâu quá thả bán cho mất bán mất cái yến tôi chủ yếu thả bên đây thả thả bên kia đi bên đi này cái giấu hả cái giấu cá giấu người thả bên đây cá bắt tàu bắt thả bên đây những cá cái ao kẻ là nhìn đẹp lại vùng ván nhìn đẹp ta bữa sau hay kẻ để cho đỡ lỡ bờ có lỡ hết mà sau mà tao có kẻ tao đổ trực tiếp mà trực tiếp là đổ đây tao trực tiếp ông đấy nhưng mà đổ trực tiếp không không phải là à là những nuôi tôm vậy nhỉ kẻ nó nhìn giống như ao nuôi tôm nuôi lấy là khoảng 5-6 nghìn cho ông tóc tắc nuôi cũng được cái chi mà hay ra hết mà sợ nó cái vảy to nó đánh nó lại tuột ra chứ có thì mình thiết đi ra quan. Giờ ra chi cả nhà. Tiền thấy in lặng giấy tờ. Đỡ đỡ đỡ. Đỡ đỡ thấy chưa? Im đi. Im đi. Đỡ. Đỡ tao to mẹ tao cứ bên đây là nhiều cá to hơn lần này. Đỡ đỡ. Tí mì gõ kia cái loại mà ôm hết ngang là ngoài sống là cái đít ngồi ngoài cũng có lộ gom 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 à là cái đi nhẹ hơn cái đi chạy ít cá rô phi thì đứa thì đứa này lại còn ngon hơn bên đây ạ bắt lúc ôi đây toàn cá to không không có rô phi chứ ra bên đây toàn rô phi không mắt mẹ mắt thằng còn rô phi ô bên người cá rô phi thì còn
còn. Đưa ba lấy là đi bạn. Đây là nó mè không. Mè nó ăn thịt. Mè nó thả nó vài bữa đánh mà. Mẹ ăn ta cho một con thốt không mua. Cái lần có một con khoảng 2 con rưỡi. Bán thị trường được 30.000. Lần chết đó. Mấy? 30.000 mà có đưa mô. Bà mô bà cha ăn bà có đưa mô. Bán rồi. Thị trường này cái lần mô hắn chết. Cái lần chết đấy mà cũng 2 con rưỡi nha. To mà bác không được nữa. Thế là ăn thì trả hết. Giờ hiện tại còn một và một. Đến 1-2 con. Giờ nó đưa khoảng tầm 4 tuần rồi. Mà thằng bố bà hãy bắt về tao ăn được thì tao đưa tiền mà không thôi ra bố về ông lại bới tao mẹ ra thằng ấy có thể dừa không ông giờ chết ếch này nó ếch này chết hết à, chứ tao mẹ mới đi thả ra như vậy chết rồi. Mà cái cá ao người ta giờ thả cá mới em ngại cái nó mình thấy hắn lung tung rồi gì thả chứ có được lung tung cái gì cá to cái bên kia dọn được rồi mất hết cá trồng điều gì thả như mẹ rồi con mẹ bữa đầu chết mẹ rồi. Đi bỏ cái sổ đi mọi người. Lọc thả bớt cá rô phi, thả cái mẹ cá nhỏ đó. Thả cá nhỏ ra cho nó lớn, còn cá to là... Chả rầy, chả mặn chì. Cá nhỏ thì có sai làm chả. Có luôn còn cá gái kìa. Bắt mất bắt to ra cái xong này. Thả cái rổ. Việt nổ mà đang sáng nào đánh thuyền rồi sáng đi vô rừng lại sáng đi vô rừng đánh nữa kìa mà vô nữa mình quên thì chẳng có trong nước ngạo mẹ đi đánh thuyền đấy là chưa thấy mặt mũi mà rồi thuyền này đánh đây rồi mà anh sông đánh đây còn được 15 cái cá chứ mà cá tơn gì không hiểu còn cá to không mấy 20 cân. Lấy cá đi, lấy đi. À, từ từ lấy cái cái bọn nó về. Em là còn mấy cái giếc đây đấy chứ. Đây thằng thả. Lọc cái giếc đây đừng thả im đi. Cá đỏ đúng nha. Ừ. Anh bỏ cái nước đây cho em coi. Có hại một cái tô.
trống lộn bao nhiêu nhỉ? Lộn chưa? Cá? Xách cả hai xô về, tao lai về này. Bên đổ đi, tôi cũng đi vô cái xô đồ này. Thấy cái gì à? Để nhắm nó rổ lại. Chờ tôi lên lại. Một. Có thấy không? Ừ, toàn gom vậy ạ. Đặt cái vô đây, đặt cái gì đấy là gom vô đây tí nữa. Bọn nó về hắn làm cái này. Mấy này chắc canh bán được không? Đắt là gì bán được lên. Còn canh không bán. Chả có canh nhờ. Còn bán nhiều. Hả? Ít thì mà, vài con rồi tí nữa về đánh thêm không làm chín lắm mà. Chạy bữa là còn mê ra là hết. Này áo này. Cầm cầm vô nhà nó chạy được khỏi. Bố nó gáo cắp xe này nha. Để bỏ cái áo ra cho hắn. Bỏ cái áo cấp xe cho hắn. Trời còn mấy được mô. Phát miễn thao những quài thế nhìn. À vâng. Chào em trong cái này chậm lắm anh ạ. Chậm mà yếu lắm. Yếu như xe. À ok. Bây giờ mình chúng ta sẽ mời các bạn chúng ta hãy ra ao nhà mình. Thật ra thì khi mà thả những cái loại cá giống như thế này thì chúng ta cũng nên tìm hiểu những hôm mà thời tiết mát mẻ. Em giao em đấy mà. Mấy năm rồi mà chậm wifi không bắt được. Wifi yếu lắm. Em ở nhà đây để coi hỏi em cái. Đi vô liền, vô liền. Chúng ta cũng nên chọn những cái hôm mà thời tiết mát mẻ các bạn nhé, để thả cho cá có thể dễ dàng được sống hơn. Hơn nữa là với những ao mới thì trước khi thả thì chúng ta cũng nên khử trùng. Đó là một cái việc làm cần thiết nhất. Đây các bạn ạ, với những cái ao nuôi mới đặc biệt thì chúng ta cũng nên khử trùng trước khi thả bằng cách là có thể sử dụng vôi hoặc là sử dụng lá chuối đều được. Lá chuối cũng có tác dụng rất tốt trong việc khử trùng.
Thưa các bạn, với những cái ao nuôi mà chúng ta nuôi cá thì chúng ta sẽ cố gắng dọn sạch và có thể để một ít bèo để cho vừa để chỗ cho cá trú, vừa là để cho những cái mùa đông mùa hè và vừa là thức ăn cho cá. Tại vì như chúng ta đã biết thì cá đều có thể sử dụng cái rễ bèo để ăn rất là nhiều, thức ăn là rễ bèo. Và đồng thời kết hợp với lại ao nuôi cá thì chúng ta có thể trồng những cây ăn quả bên bờ, vừa để làm gì tận dụng được cái nước ao, hay là làm khu che mát cho cá đều được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên trồng những cây thấp, không nên trồng những cây cao, tại vì nếu trồng cây cao thì nó sẽ dập và ao cũng không tốt cho ao. Và đồng thời với lại cái việc là chúng ta sử dụng ao nuôi cá thì trên bờ ta có thể kết hợp với lại việc nuôi gà và chăn nuôi một số các cái trồng cây ăn quả các bạn nhé.
Và với ao nuôi cá thì chúng ta không nên đào sâu quá, chúng ta chỉ nên đào khoảng 2 mét hoặc 1 mét rưỡi cách mặt đất, cái mặt nước là tốt nhất, giữ mực nước lúc nào khoảng 1 đến 1 mét đến 1 mét rưỡi các bạn. Không nên giữ sâu quá. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào để ăn sáng các bạn ạ. Tại vì sáng mai thì mình đi thả cá chưa ăn sáng. Là bây giờ mình sẽ vào ăn sáng các bạn nhé. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại cái việc ao nuôi cá này. Thì đang quay dở chứ, quay hết tiếng. Tí anh đem lần này mà quay cái ống làm máy hẳn máy này. 2 tiếng cho nên quay rõ hết 1 tiếng. Mình sang bên đây đi con, lâu con sang đây con ngồi mình để cái máy. Con chưa? Mình ăn ăn thanh chưa? Ăn pha à, pha mì chưa? Ăn đi ăn đi. Thôi anh ăn đi. À. Anh ăn đi quấy đi. Chắc anh ăn sáng cho anh. Google nói chung tất cả thì Google cũng chậm.
đan chưa? Có đan rồi. Chào chị đan. Quẹt chưa? Quẹt chưa? Quẹt đến bỏ về nãy à? Dạ. Nãy cho đan. Đây, bây giờ mình đi ăn sáng các bạn nhé. Rất là thơm ngon.
tắt cái con rang lại nhá. Nhanh nó lên con.
Ok, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục với lại cái công việc thả cá của chúng ta các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ, hôm nay là một cái ngày trời rất là mát, nên là chúng ta sẽ đi thăm xem là những con cá lên ăn. Thường những ngày này thì cá sẽ lên ăn rất là nhiều. Dòng sông nước lên, chiều miền trung mưa tiếng bên sông, chiều nào trung hoa thương em với nhỏ ngày xưa. Đấy các bạn, đây là những cái ao nuôi cá rất là lâu năm rồi. Tuy nhiên thì cái phần này thì chúng ta còn nên để một cái phần góc ao để chúng ta nuôi bèo, để cho cá có thể là vừa là chỗ trú mát vào mùa hè và trú ấm vào mùa đông. Ngoài ra thì rễ bèo còn có thể sử dụng để làm thức ăn cho cá luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.